Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Di Động MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023. Thì lời đầu tiên, Di Động MV xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhé. Nếu bác nào mà lần đầu tiên xem kênh thì bớt một chút thời gian ra, cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video có cái chữ đăng ký ấy, thì các bác bấm vào đấy nha các bác nhé. Và cho em xin một nút like video nữa để kênh ngày càng phát triển lên. Vào mỗi buổi tối thì bên em sẽ review cho các bác xem về những cái sản phẩm điện thoại của bên em. Bên em thì tình trạng như nào thì em sẽ báo rõ cho các bác trong clip luôn. Giá cả bao nhiêu này, nên là các bác mua hàng bên em là các bác không sợ đắt sợ rẻ đi hết các bác nhá. Máy tình trạng sao ghi giá liêm yết đằng sau luôn. Đấy, không có cái chuyện người lọ giá này người kia giá kia. Và bên em là bán hàng online ship trên toàn quốc luôn. Nên các bác đừng hỏi em là có ship hàng hay không, mà em chỉ cần có lý do thôi các bác nhá. Anh em cứ đặt hàng trên toàn quốc, kể cả đảo Phú Quốc em còn gửi suốt ngày, chứ không nói gì đến gọi là các tỉnh thành trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác những sản phẩm bên em đang có, và rất là nhiều những cái máy hôm nay về nó đẹp lét nẹt nẹt như ngọc tờ linh luôn, rất nhiều các bác nhá. Các bác nào mà cần xem những cái máy sản phẩm gọi là đời thấp hơn thì các bác tua qua đoạn dưới cùng. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác những cái sản phẩm cực phẩm hôm nay mới về. Phải nói là chưa bao giờ cái dòng mã S22 Ultra mà em về nhiều như cái đợt này các bác. Phiên bản 128GB, 256GB, rồi 512GB. Hôm nay về gọi là tràn ngập luôn các bác nhá. S22 Ultra. Đấy, riêng cái gọi là phong cách làm việc của em là ít là đã không sướng rồi. Cứ phải nhiều. Đấy, hôm nay về được mã 512GB. Với còn đâu nữa 512GB còn rất là nhiều các bác nhá. 512GB, 256GB, rồi 128GB, về đủ các mẫu mã để cho các bác lựa chọn luôn. Phiên bản Samsung gọi là siêu mẫu Samsung Galaxy S22 Ultra này các bạn này. 512GB đẹp nét nẹt nẹt luôn, đẹp như ngọc tờ linh luôn các bạn nhá. Con này thì hàng này new, đẹp 99%, gọi là lét nẹt nẹt luôn các bạn nhá. Tại sao mà em để ba máy nó chồng lên nhau như này? Bởi vì trên một cái miếng này này, trên một cái máy này nó đã có một cái siêu màn này rồi. Thế nên là em mới dám để như này các bạn nhá, chứ không để này nó xước màn ra thì có mà mất giá cả triệu luôn. Các bạn nhìn ở đấy, trên mỗi một miếng này nó có một cái siêu này, và bên trong thì nó không một tì vết nào luôn. Cái loại này thì gọi là chung là màn hình này, các bác nhìn này, nó không một tì vết nào các bác nhá. Tại vì nó có cái miếng dán này rồi nên em mới dám để ba máy chồng lên nhau như này thì nó sẽ không bị xước màn. Hàng này nó đẹp lét nẹt nẹt không vết mũi đốt luôn các bác nhá, đẹp như ngọc tờ linh luôn. Và đây là phiên bản 512GB dành cho những cái bác mà thích lưu trữ nhiều. Ba cây máy này có màu đỏ đô. Đấy, mỗi một màu nó có một cái lét đẹp riêng các bác nhá. Đỏ đô này, màu trắng ngọc tờ linh này, đấy, và màu xanh rêu, toàn màu đẹp thôi, đẹp chất các bạn nhá. Samsung Galaxy S22 Ultra, cây này là phiên bản 512GB, thì nó cấu hình nó như thế nào thì em sẽ giới thiệu tổng quát của ba phiên bản nó sẽ như sau. S22 Ultra này thì về thiết kế của nó thì chắc các bác không lạ nữa rồi, nó là quá là đẹp rồi các bạn nhá. Đằng sau thì được trang bị gồm một quả camera cực kỳ tối giản. Máy này thì có bút S Pen, sạc nhanh tay, si loa kép các kiểu đầy đủ luôn. Hàng chất như máy mới luôn các bác nhá. Samsung S22 Ultra này các bác nhỉ. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình 6.8 inch, màn 2K cộng và tần số quét 120Hz. Phiên bản Mỹ, 2 SIM, 2 sóng và có hỗ trợ 5G các bác nhá. Dung lượng pin của nó là 5000 RAM 12, trên bộ trong là 512GB. Đây là cây phiên bản cao nhất. Còn có cây phiên bản RAM 12/256 này, phiên bản RAM 8/128GB, em có đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, đối với phiên bản 512GB này thì chạy con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 cực kỳ mạnh này. Đặc biệt thì nó có loa kép nghe nhạc rất là hay các bác nhá. Và có quả camera thì ngắm chị hàng trên cung trăng luôn. Camera con này thì nó gọi là siêu LED luôn. Samsung Galaxy S22 Ultra, tất cả các chức năng đã hoạt động ok. Một con máy đẹp như một chiếc máy mới các bác nhá. Con này thì hiện tại giá em đang bán là 14.700.000. Đấy, Samsung S22 Ultra phiên bản 512GB các bác nhá. 512GB thì các bác biết rồi, nó lưu trữ thì phải nói là cả thế giới luôn. Ngoài ra thì em có cả phiên bản 256GB, cũng là hàng đẹp nét nẹt nẹt luôn các bác nhá, 256GB. Đối với cái hàng mà S22 Ultra này thì bên em chỉ nhập hàng đẹp về bán thôi, không nhập hàng xấu các bác nhá. Hàng xấu rất là khó bán. Đấy, hàng xấu em có một cái cây bản về bản Hàn Quốc kia kìa, bán có hơn 12 triệu thôi mà rất là khó. Trong khi những cái hàng đẹp này bán giá cao hơn, các bác vẫn mua mầm. Bởi vì sao? Khi các bác lựa chọn những cái hàng này là các bác phải thích nó đẹp chất rồi. Đấy, Samsung cái S22 Ultra phiên bản 256GB, RAM 12GB, giá 14.200.000. Đại loại nó rẻ hơn cái bản 512GB kia là 500.000 các bác nhá. Đấy, S22 Ultra 256GB. Em có màu đen, màu đỏ đô và màu xanh. Đấy, màu xanh hôm qua có mấy cây các bác lấy vợi đi rồi, còn đúng một cây cuối cùng màu xanh thì thôi. Samsung Galaxy S22 Ultra
Và ngoài ra thì em có cả phiên bản 128GB thì em đang có màu đen và màu đỏ đô các bác nhá. Đấy, 128GB, RAM 8GB, có bút S Pen. Thực ra nếu bác nào mà lưu trữ bình thường thì các bác làm con 128GB này lưu đã rất là thoải mái rồi. Các bác nhìn thấy cái màn hình khi mà bỏ ra nó mướt mượt mượt luôn, các bác nhìn nó phê chưa? Phải nói là nó là siêu đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa rồi. Màn hình có này thì gọi không còn từ nào để miêu tả về cái độ đẹp của em nó các bác nhá. Samsung S22 Ultra là một trong những cái mẫu máy cực phẩm của Samsung thời điểm hiện tại. Nó chỉ sau mỗi S23 Ultra thôi. Và thực tế thì khi các bác sử dụng con S22 Ultra này, về thiết kế của nó không khác gì một con S23 Ultra cả, về thiết kế tổng quát này các bác nhá. Mà cái giá tiền thì thời điểm này cũng rất là hợp lý rồi. Đấy, loanh quanh đối với phiên bản 128GB thì em đang bán là 12.800.000, còn đối với phiên bản 256GB là 14.200.000, còn 512GB là 14.700.000 các bác nhá. Thì đây là một cái siêu phẩm S22 Ultra. Bên em đang có cả 128, 256, 512GB. Bác nào mà cảm thấy máy nào phù hợp thì các bác vào việc ngay các bác nhá, qua số Zalo này để đặt hàng. Bên em thì gửi hàng trên toàn quốc luôn. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho bác, đây chính là một cái dòng Samsung Galaxy S21 Ultra. Đấy, S22 Ultra rồi thì xuống cấp một tí thì các bác có thể lựa chọn dòng S21 Ultra. Trên tay em đang cầm là một con S21 Ultra phiên bản mẽo này. Đấy, đọc sang mồm hơn thì nó là bản USA. Đợt này thì bên em đang rất là nhiều bản Mỹ các bác nhá. Bản Mỹ này, S21 Ultra, bản Mỹ thì các bác sẽ dùng như sau. Một cái thiết kế của dòng S21 Ultra là cảm nhận đầu tiên khi mà cầm con này trên tay là rất là đầm tay các bác nhá. Nhiều bác hỏi là bản Mỹ có cập nhật OTA không thì các bác cập nhật bình thường. Các bác nhìn này, đấy, có đến bản cập nhật của nó là bấm vào cài đặt ngay, nó sẽ cập nhật ngay các bác nhá. Hoặc các bác có thể bấm vào lịch cài đặt này, đấy thì đêm nó sẽ cập nhật. Con này thì phiên bản Mỹ các bác sẽ dùng được là thứ nhất là hai sim, hai sóng này và hỗ trợ 5G. Dung lượng pin của nó là 5000. Con này thì chip của nó là 5 nanomet thì nó quá mạnh rồi, chip Qualcomm 888 các bác nhá. RAM 12/128GB. Đấy, chip thì 888 slot Snapdragon đấy. Con này thì phiên bản Mỹ các bác sẽ dùng được là hai sim, hỗ trợ 5G, RAM 12GB. Camera thì khỏi phải bàn luôn. Nếu mà cái tầm tiền mà loanh quanh tầm trên dưới 9 triệu, các bác có thể lựa chọn cái dòng Samsung S21 Ultra này, một trong những cái dòng máy rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, 8.900.000 đối với cây màu đen số 3 này, đẹp tầm 98% và máy nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Màn hình sáng đẹp trong veo luôn. Đấy, Samsung S21 Ultra này các bác nhìn chất chưa? Con này thì cấu hình của nó thì gần như là không có khái niệm giật lag trong từ điển luôn. Đấy, dùng siêu mượt. Có màu đen này và có cả màu bạc luôn. Đấy, có cả màu bạc cho các bác nào thích trẻ trung hơn. Có màu bạc các bác nhá. S21 Ultra màu bạc 8.900.000, máy nguyên zin nguyên bản luôn này. Các bác nhìn chất chưa? Một con máy S21 Ultra. Thực tế thì nếu các bác nào mà trồng tầm trong cái kinh tế trên dưới 9 triệu thì em khuyên các bác dùng con này là cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Samsung S21 Ultra thì nó sẽ không có bút S Pen. Đấy, nếu bác nào mà thích bút S Pen thì các bác lại chọn lốt 21 Ultra. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Con này thì S21 Ultra 8.900.000, cây màu bạc, cây này đẹp tầm 97-98%, cũng có phe phải nhẹ một tí xíu, không đáng kể các bác nhá, không đáng kể. Cây này thì 8.900.000, cây số 2. Còn ngoài ra thì có cả hàng mà đẹp nét nền nẹt. Đấy, bác nào mà thích gọi là đẹp keng xe beng không một tí vết thì các bác có thể lựa chọn cái hàng nguyên siêu này. Cây này thì gọi là hàng hết nước chấm luôn, đẹp. À đây, cây này là lốt 20 Ultra, cây này đẹp 99% luôn các bác nhá. Đấy, nguyên cả siêu viền non qua cây này, hàng chất không một vết xước, màn đẹp trong veo. Các bác ngồi, các bác xoay cả ngày không ra một vết ám ố lưu ảnh nào luôn. Cây này thì nói chung là gọi là chỉ có bác nào thích hàng chất thôi. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản mẽo, hiện tại giá là 9.500.000 đối với cây hàng đẹp nét nền nẹt này các bác nhá. Ngoài ra thì có cả cây 8.600.000 có này. Đấy, cùng là một con máy nó chênh nhau cả gần triệu là chuyện bình thường. Như này nó chênh nhau đến 900.000 rồi. 8.600.000 thì hình thức của nó sẽ hơi phẩy nhẹ một chút. Đâu, em thử xem nó phẩy chỗ nào này. Thực ra thì con này nói là phẩy, nó phẩy rất là ít luôn. Đấy, 8.600.000. Cây này thì đấy, nó chỉ gọi là hơi xuống cấp nhẹ theo thời gian một chút thôi. Chứ còn cây này thì nói nó phẩy thì nó cũng không phải là phẩy lắm các bác nhá. Nó cũng chỉ xước nhẹ một hai vết đây này, một hai vết bằng cái chấm chấm này này. Đấy, gọi ti ti đấy thôi. Còn lại thì 8.600.000 này là quá là ngon rồi. Máy nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, màn hình sáng đẹp trong veo. Cây này 8.600.000. Bên em đã test sim hết rồi các bác nhá. Cắm sim vào kiểm tra sóng sim các chức năng đã ok hết thì bên em mới gửi đi. S21 Ultra phiên bản Mỹ giá 8.600.000, 8.900.000 và 9.500.000 là các bác đã mua rồi. Ngoài ra giới thiệu cho các bác một cái cực phẩm tiếp theo thì đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S20 Ultra. S20 Ultra thì hiện nay bên em đang có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ, giá thì loanh quanh từ 8 triệu đến 8.900.000. Hai cây em đang cầm trên tay là một cây phiên bản Hàn và một cây phiên bản Mỹ, đẹp LED 99%, hàng này new luôn các bác nhá, gọi là đẹp như mới đấy. Samsung Note 20 Ultra thì các bác sẽ được sở hữu một cái cấu hình như sau. Các bác nhìn này, kích thước màn hình rồi thiết kế của nó thì
khỏi phải bàn luôn, cái loại lốt 20 inch này thì nó là hàng cao cấp của Samsung rồi các bác nhá. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một cái cấu hình như sau: phiên bản Hàn Quốc, một sim hỗ trợ 5G, RAM 12GB và bộ trong là 256GB, có ghi âm cuộc gọi các bác nhá. Con phiên bản Hàn Quốc này hiện tại em đang bán là 8.900.000, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình, lốt 20 Ultra Hàn, 99%, 8.900.000 thôi nhá. Con này thì bản Hàn Quốc một sim. Bản Hàn thì hiện nay em chỉ có một cây màu đồng này thôi. Tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Hàng gần như là góc biết là không có cấn móp gì. Tí nó có một cái cây cấn cực kỳ nhẹ thôi, em bán giá rẻ hơn cây này cả triệu luôn các bác nhá. Thì tí em sẽ giới thiệu sau. Con này nó là hàng đẹp lét nền nẹt đấy. Nhiều bác cứ so sánh làm cái gì? Quan trọng nhất là cái chất lượng cây máy. Ví dụ như cây này 8 triệu chênh nhau so cây này 8.900.000 là chênh nhau bao nhiêu? Chênh nhau đến 900.000, gọi là gần xít soát 1 triệu rồi. Thì nó khác cái gì? Con này thì phiên bản Mỹ. Đấy, hình thức của nó thì nó sẽ hơi phẩy nhẹ một tí, đâu để mình xem nó phẩy chỗ nào ở đây, nó phẩy nhẹ một hai chấm này. Nói chung là rất là bé này. Đấy, và góc của nó sẽ bị cấn siêu nhẹ như này các bác nhá. Cái này thì gọi là do dùng không dùng ốp thì nó sẽ bị cấn siêu nhẹ như này thôi. Còn lại thì ok, lét nẹt luôn. Đấy, góc hơi góc cấn hơi siêu nhẹ như vậy. Còn lại thì các chức năng là hoạt động ok, màn hình sáng đẹp trong veo luôn, không ám ố. Cái này cái dán màn hình có thể lột ra, không có xước sát ám ố gì các bác nhá. Màn trong veo luôn, không ám ố lưu ảnh gì. Đấy, các chức năng hoạt động ok. Cây này giá chỉ có 8 triệu rồi, phiên bản Mỹ, 2 sim, RAM 12/128GB, chip Qualcomm 865. Cái này ốp lên đây để cho nó đỡ bị xước màn các bác nhá. Khi nào gửi đi thì em sẽ dán cho các bác một cái miếng mới. Đấy, ốp lên đây cho nó đỡ bị xước màn. Cây này thì hiện tại giá em đang bán là 8 triệu tròn. Đấy, phiên bản Mỹ 8 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra nếu bác nào mà thích đẹp hơn thì các bác có thể lựa chọn cái loại này, không có một cái tì vết nào ở góc, không có cấn móp gì các bác nhá. Thì cây này là 8.900.000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng dán màn cho các bác, và các chức năng là bên em bao full tất cả các chức năng các bác nhá. Trước khi gửi đi em đã kiểm tra hết rồi, nên là các bác chỉ việc cắm sim vào dùng thôi, không cần làm gì hết. Đấy, em có rất là nhiều hàng đẹp, nốt 20 Ultra 5G, phiên bản Hàn, phiên bản Mỹ, thì giá loanh quanh 8.900.000 là các bác đã mua được một cây rồi. Ok, giới thiệu cho các bác một cái cực phẩm tiếp theo của bên em, mà cái mã này bán cực kỳ chạy luôn trong mấy ngày vừa qua. Đây chính là Galaxy S20 Ultra. Nếu bác nào mua S20 Ultra rồi, các bác cho em một cảm nhận các bác nhá. Vì cái dòng này em bán ra thị trường rất là nhiều rồi, nên em biết chắc chắn là ít nhất hàng phải ít nhất nhá, là phải gần 1.000 người mua cái S20 Ultra này. Từ đầu năm giờ có những cái lô em nhập về gần 100 cây. Đấy, nhập liên tục luôn, gần như cứ về đến đâu là bán hết đến đấy. Đây chính là một cái dòng sản phẩm S20 Ultra, là một trong những cái mẫu máy em bán ra thị trường rất là nhiều. Và cái lượng máy bán ra thị trường không biết là bao nhiêu con máy rồi. Con này là Samsung S20 Ultra phiên bản Mỹ. Lô hàng này của em thì bây giờ toàn là bản Mỹ thôi. Đấy, toàn là bản Mỹ, hình như có một cây bản Hàn không biết nó lẫn đâu rồi. Có một cây bản Hàn màu xám thì phải. Samsung S20 Ultra phiên bản Mỹ, cấu hình của nó như sau. Cảm nhận đầu tiên khi mà các bác cầm cái này trên tay nhá, là một cái máy rất là to, chắc chắn, đầm tay. Về cái cấu hình của nó thì khỏi phải bàn luôn. Con này kích thước màn hình của nó là 6.9 inch, máy mướt mượt mượt luôn, màn 2K+ 120Hz, 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin 5.000 các bác nhá. RAM 12GB và bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là linh kiện pin, bổng, mic, loa, camera thì các kiểu con này em rất là sẵn nha các nhá. Đấy, nhiều bác cũng hỏi em là về sau pin yếu thì có linh kiện để thay hay không, thì em nói luôn là pin nhà em cả giỏ luôn, pin bóc máy cả giỏ luôn các bác nhá. Và pin con này thì khá là chất lượng, pin khá là tốt. Nếu các bác dùng bình thường mà các bác không quất game ấy thì các bác dùng một ngày dư luôn các bác nhá. Nếu còn bác nào mà chơi game thì nó 7-8 tiếng là chuyện bình thường. Samsung S20 Ultra là một trong những cái dòng pin trâu, màn hình to, cấu hình khỏe, chip chiếc ngon, camera rồi bộ nhớ rồi các kiểu RAM ngon lành cảnh quất luôn. Đấy, camera rất là đẹp các bác nhá. Thì hiện tại dòng S20 Ultra có giá từ 6.200.000. Đấy, 6.200.000 này, 6.500.000, 6.600.000 và 6.800.000, tùy từng cây mà giá khác nhau. Đấy, bác nào mà thích cây nào thì giá vào việc cây đấy các bác nhá. Đấy, cây số 1 này 6.800.000 này, những cây 6.800.000 này thì hình thức của nó đẹp tầm 98%. Đấy, các bác nhìn chưa, viền vùng các kiểu led nền nẹt luôn. Samsung S20 Ultra đây cũng là một trong những con máy rất là đẹp, hầm hố mà giá cả thì cực kỳ hợp lý. Loanh quanh có hơn 6 triệu là các bác đã mua rồi. 6.500.000, 6.800.000 này. Rồi có cây 6.200.000. Đây, cây 6.200.000 thì viền của nó hơi xước một chút các bác nhá. Đấy, nó hơi xước viền một chút này thôi. Còn màn hình thì ok. Màn hình cũng xước nhẹ một tí, nhưng đây là một cái màn hình zin. Zin chuẩn các bác nhá, không ám ố, không lưu ảnh gì và các chức năng hoạt động ok. Đấy thì nó tiền nào của đấy thôi. Cây 6.200.000 thì nó có giá là 6.200.000, mà 6.800.000 thì nó có giá 6.800.000 các bác nhá. 6.500.000 thì có giá 6.500.000. Đấy, 6.200.000. Tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Samsung Galaxy S20 Ultra phiên bản Mỹ.
có một cây màu xám phiên bản Hàn thì phải, mà cây đấy đang hình như đang sạc pin. Các bác có thể lựa chọn cái dòng S20 Ultra này là một trong dòng máy rất hay luôn. Samsung S20 Ultra cấu hình cao, trong cái tầm tiền từ 6 cho đến 7 triệu thì nó là vô đối luôn các bác nhá. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác, đây chính là cái dòng S21 Plus. S21 Plus thì các bác, nhiều bác gọi là thuộc, quá thuộc cấu hình rồi. Các bác xem nhiều bên em thì các bác còn thuộc hơn cả em luôn. Các bác nhìn phát là các bác đọc là con chip Qualcomm 888, quả camera ngắm chị hằng trên cung trăng 30x, con này thì chỉ dùng được 30x thôi, nhưng chất lượng camera nhá, màu sắc cực kỳ tươi luôn này các bác nhìn này, màu sắc này. Các bác nhìn nhá, màu sắc nó rất là tươi nhá. Riêng cái dòng S21 Ultra này thì nó thiên về cái độ gọi là lích mắt. Đấy, còn cái dòng S21 Ultra, nhiều bác thì hỏi so sánh camera của hai con thì tiện đây em nói luôn. Ví dụ như là cái dòng S21 Ultra này thì màu sắc nó thiên về cái độ gọi là độ thật màu và độ gọi là chi tiết. Đấy, còn cái màu của cái thằng S21 Plus này ấy, thì nó thiên về cái lịch mắt các bác nhá. Các bác nhìn này, cái màu sắc của nó sẽ sáng hơn cái thằng S20 Ultra. Đấy, S21 Ultra nó thiên về cái màu nó thật chân thật hơn. Còn cái màu này thì nó là gọi trẻ trung hơn. Đấy, S21 Plus nha các bác nhá. Thì cái màu sắc này nó sẽ tươi, nó tươi và nó đẩy cho nó lịch mắt hơn này. Đấy, thì nếu bác nào mà thích gọi là đẹp, đấy, đẹp trai thì các bác có thể dùng cái S21 Plus này các bác nhìn chưa? Khi mà chụp cam trước này không cần phải áp chỉnh sửa ảnh làm cái gì, vì nó quá là led nền nẹt rồi. Đấy, camera led nền nẹt luôn, nhìn trẻ hơn. Nhiều bác thì nhìn em ở trên video bảo sao bên trên video nó đẹp thế mà bên ngoài nhìn xấu rai thế. Đấy, thì là lý do là tại vì em trên camera này thì trên video này em quay bằng cái con này thì đương nhiên là nó phải đẹp hơn là bên ngoài rồi các bác nhá. Bên ngoài thì nó xấu rai. Đấy, thì con này là Samsung Galaxy S21 Plus phiên bản mẽo. Cây này thì đẹp tầm 98%, hàng đổi trả bảo hành này. Cây này hàng zin chất 100% luôn, 6.800.000. Hàng đổi trả bảo hành, nó có một in một cái hình nhắn trắng đằng sau này các bác nhá. Như đấy là một cái, chính là cái gọi là zin chuẩn luôn. Con này thì còn nguyên cả siêu viền luôn, nhưng em thấy lem nhem em lột hết ra rồi. Đấy, còn để lại mỗi cái này thôi. Con này thì gần như hàng đẹp nét này nẹt luôn các bác nhá, 98%, nguyên zin nguyên bản 100%. Samsung S21 Plus này thì con này thì RAM 8/1 chai 8GB, chip Qualcomm 888, 2 SIM 2 sóng hỗ trợ 5G. Pin 4800, nói chung là một cái máy mà không quá to, không quá bé. Camera ngon, chip ngon và tần số quét cao 120Hz. Rồi con này thì nói chung là nếu mà tổng quát một con máy thì con này là một con máy tương đối là ngon trong cái tầm tiền từ 6 cho đến 7 triệu các bác nhá. Cây này là hàng đẹp 98%, 6.800.000. Còn ngoài ra thì nếu bác nào mà không quá quan trọng quá về hình thức thì các bác có thể lựa chọn cái con 6.6 này, nó cũng rất là ok rồi. Một con màu tím mộng mơ và một con màu trắng ngọc tring. Con này thì thực ra nó là màu bạc các bác nhá. Màu bạc hoặc các bác gọi là màu đa sắc cũng được. Đấy, anh em thích gọi nó là màu gì thì nó là màu đấy. Con này thì hình thức của nó xem nào. Con màu tím này cũng tương đối đẹp nha các bác nhá, nhưng mà nó bị cấn nhẹ một góc nên là có giá là 6.6. Con này máy zin nguyên bản này. Đấy, hình thức bên dưới đẹp này, bên viền màu vàng rất là phê luôn, không biết là nó cấn nó sức nhẹ chỗ nào, bây giờ em còn chưa nhìn thấy nó đâu đây. Con này em nhớ là đây, nó bị sức nhẹ một cái vết này các bác nhá. Nó sẽ cấn nhẹ một cái vết ở góc này thôi. Còn lại thì máy rất là đẹp luôn, gần như là con này nếu không bị cái vết này thì nói chung là quá đẹp. Đấy, thì 6.600.000, cái này nó không ăn vào màn hình. Máy nguyên zin nguyên bản 100%, màn hình sáng đẹp trong veo luôn các bác nhá, nhìn này màn hình nó sáng đẹp chưa? 120Hz thì mướt mượt mượt luôn, đã áp dụng quốc tế, loại bỏ hết áp giác áp thừa, logo khởi động là logo quốc tế rồi, nên các bác chỉ việc cắm sim mà dùng thôi. Hơn 6 triệu các bác quất ngay con này cho em. Bây giờ mà đi mua mới mà hơn 6 triệu chỉ được mua được mấy con, ví dụ là A24, A34 được các bác nhá. Nhưng khi các bác mua một con hàng lướt thì các bác quất ngay con S21 Plus này hoặc S21 Ultra thì đảm bảo các bác dùng sướng hơn gấp tỷ lần luôn. A24, A34 mấy cái con đấy là gọi là máy hàng gọi hàng trung cấp rồi các bác nhá, chứ không phải là hàng cao cấp đâu. Cao cấp là phải S và Lốt thì mới là hàng cao cấp của Samsung. Và đương nhiên là hàng cao cấp thì nó sẽ hội tụ tất cả những cái thứ hay ho nhất vào đây rồi. Con này là S21 Plus 6.600.000, cây màu tím mộng mơ, và còn một cây màu bạc này nữa, cây này 6.600 Lốt. Cây này hình thức của nó viền hơi phe phẩy một chút các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện này, sạc cáp ốp lưng dán màn cho các bác. Đấy, màu trắng ngọc tring này các bác nhá. Đấy là cái sản phẩm S21 Plus và S21 Ultra trong cái tầm tiền từ 6 cho đến 7 triệu. Ok, một cái sản phẩm thấp tiền hơn thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Hôm qua quên mất cái mã này. S21 5G nhỏ bản Hàn Quốc màu trắng ngọc tring. Cây này thì trắng phau luôn, máy đẹp 99% các bác nhá. S21 nhỏ này các bác này. Con này thì nói chung là hàng của Samsung chính hãng phiên bản Hàn Quốc. Máy đẹp 99%, màn hình của nó là màn 6.2 inch, nói chung nhỏ gọn. Phiên bản Hàn thì RAM 8/256GB, chip Exynos 21000. Con này thì có cái game cuộc gọi, có 5G,
màn hình nhỏ, pin 4000, phù hợp với cái kích thước màn hình này, bộ trong cao 256GB, camera nét đẹp luôn, 5.700.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Riêng cái mã S21 này có, ngày xưa em bán cả cái hàng 4.800.000 cũng có luôn, nhưng cái hàng này thì đương nhiên là nó sẽ xước rồi. Và hoặc là màn hình nó sẽ ám nhẹ rồi các bác nhá. Còn cái loại này màn hình nó sẽ trong veo như này này. Đấy các bác nhìn chưa? Màn nó trong veo như này. Nhiều khi chụp ảnh lên ấy, khi ví dụ em chụp ảnh cho các bác thì nó có cái vết hằn hằn trên này. Đấy, nó không được trong như này là do là cái tần số camera nó khác với tần số màn hình các bác nhá. Còn các bác xem chân thật nhất là các bác phải xem video này các bác nhìn chưa? Màn hình nó sáng trưng luôn, đẹp, trong veo. Đấy, nhìn đã thấy nó sướng mắt rồi. Có đấy nó có hằn hằn như này này các bác nhìn này, đấy nó có hằn hằn nó chạy chạy như này các bác nhá. Nó do khác cái tần số này nó báo như vậy thôi, không ảnh hưởng một cái gì. Bên ngoài sáng đẹp. S21 5G giá 5.700.000. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là S20 Plus phiên bản mẽo. S20 Plus bên em đang có màu đen, màu xám và màu xanh ngọc. Ba màu, em rất là nhiều máy các bác nhá. S20 Plus còn nhiều lắm. S20 Plus thì lô này về đây này, các bác nhìn rất là nhiều luôn. Toàn hàng gọi là đẹp 98%. Samsung S20 Plus các bác nhá. Toàn hàng chất đẹp 98%. S20 Plus này các bác nhìn này. Đấy, chất trường một con máy gọi là nhìn phê luôn. Zin 100%. S20 Plus phiên bản Mỹ màu xám này. Đấy, lô này về tương đối là đẹp các bác nhá. Quan trọng nhất đó là nguyên zin nguyên bản và các chức năng là hoạt động ok. S20 Plus này màn hình 6.7 inch, màn 120Hz và kích thước là 6.7 inch thôi. RAM 12GB, bộ trong là 128GB. Lô này của em là toàn là bản Mỹ các bác nhá. Bản Mỹ thì các bác sẽ dùng được 2 SIM, 2 sóng hỗ trợ 5G, dung lượng pin 4500, chip Qualcomm 865. Giá đang đồng giá là 5.500.000 một cây. Tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Bên em thì giá là giá chuẩn luôn. Đấy, các bác nhìn ở đằng sau ghi giá công khai luôn, không có người này giá lọ người kia giá kia. Cùng là một con máy này, nếu mà màn hình của nó chỉ cần hơi phân tầng nhẹ một chút thôi, giá chỉ có 4.800.000 đến 5.000.000 rồi các bác nhá. Đấy, quan trọng nhất là như nào? Quan trọng nhất là cái màn hình này nó bị phân tầng nhưng người ta có nói cho các bác hay không. Còn cái cây này màn hình của nó sáng đẹp trong veo luôn, nên người ta gọi là tiền nào của đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, màn nó sáng trưng như này, nó đẹp. Nhiều cái nha, nó chỉ lưu ảnh hoặc phân tầng siêu siêu nhẹ thôi. Nó rẻ đi 5-700 là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là cái vậy các bác nhá. Thì đây là dòng sản phẩm S20 Plus. Bên em là em tôi chọn rất là kỹ rồi. Đẹp tầm 98%, các chức năng ngon lành cày quất, không một lỗi lầm gì hết. S20 Plus này, cây này hiện tại em đang bán cho các bác 5.500.000 một cây. Sạc cáp ốp lưng và giá màn hình đầy đủ cho các bác nhá. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền loanh quanh 5.000.000 thì bên em đang còn 4 cây Samsung Note 20 5G phiên bản Mỹ nữa. Cái lô này thì hôm trước về rất là nhiều và hôm qua hôm kia thì cũng còn 7-8 cây. Thì em đã bán vội rồi, còn đúng 4 cây máy cuối cùng. Samsung Galaxy Note 20 bản Mỹ, máy nguyên zin nguyên bản 100%. Các bác nhìn này, cái Samsung Note 20 bản Mỹ này. Qua này thì cấu hình của nó ra sao thì em sẽ giới thiệu ngay sau đây cho các bác. Một con máy Note 20 bản Mỹ. Con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em là 2 SIM, 2 sóng là 1 này. Đấy, cấu hình thì tiền nào của đấy thôi. Giá thì loanh quanh 4.900.000, 5.000.000, 5.200.000. Còn mấy cây giới thiệu lốt các bác nhá. Giá định rất là rẻ luôn, 3 cam sau, một đèn flash, có bullet pen, sạc nhanh tai si, loa kép. Màn hình kích thước màn hình là 6.7 inch. Con này thì màn AMOLED này, 2 SIM, 2 sóng hỗ trợ 5G. Dung lượng pin của nó là 4.300. RAM 8/128GB, chip Qualcomm 865, các chức năng ngon lành cành quất, không một cái lỗi lầm gì hết. Samsung Galaxy Note 20 5G giá là 4.900.000, cây số 14. Tại sao mà cây này 4.900.000 thì em ghi thẳng ra chữ lưu đằng sau này các bác này. Cây này đáng rẻ là 5.200.000 nhưng em đã trừ 300.000, bởi vì sao? Nó lưu ảnh một cái vết siêu mờ chỗ này. Đấy, các bác nhìn đầu ngón tay của em có một cái vết siêu mờ các bác nhá. Thì cây này em bán cho các bác là 4.900.000, tặng sạc cáp ốp lưng dán màn. Ngoài ra thì có cây 5.000.000. Đấy, cây 5.000.000 này thì cũng có gọi là chất lượng màn hình được tầm 9.5/10. Thì cây này em bán cho các bác là 5.000.000, còn lại thì nó chả làm sao hết, các chức năng ok, viền hơi phẩy một chút các bác nhá. Như bên em thì tình trạng như nào thì em báo luôn, nên là nó các bác mua bán rất là thoải mái, gần như là đến 99% là các bác nhận máy là các bác ưng ý. Trừ bác nào mà quá khó tính nha, các bác nhận máy các bác xoay từng cái vết xước một này thì rất là khó. Bởi vì sao? Một con hàng lướt thì chấp nhận là nó cũng phải có gọi vết xước nhẹ này, không đáng kể được. Đấy, bác mua cái máy 5.000.000 nhưng mà các bác đòi nó phải không một vết xước nào. Thì những cái nếu mà đã không vết xước nào thì giá nó phải là lên 5.500.000, 5.700.000 rồi, chứ không phải 5.000.000 nữa các bác nhá. Thế nên là tình trạng như nào thì giá nó sẽ như thế. Ví dụ như đây, chỉ hơi xước viền một chút như này, thực ra là đến gọi là những cái trường hợp quá là cá biệt thôi. Hàng nghìn người mới có 1-2 người thôi các bác nhá. Còn đa phần là tình trạng như nào báo rõ rồi, nên các bác nhận máy là đúng như vậy luôn. Màn hình này không xước sát, không ám ố, không lưu ảnh gì. Quên mất, nhiều khi em quay video này thì
các bác gọi điện này, đấy, các bác gọi điện, ô, quên mất, các bác gọi điện như này thì em sẽ không nghe được máy các bác nhá, rất là nhiều cuộc gọi nhỡ suốt từ lẫy giờ, đấy thì khi đấy vợ em sẽ là người nghe máy, đây này, có bác lại đang gọi này, quên mất đi nhá các bác nhá, thì khi mà em quay video em sẽ không nghe máy được, nên là các bác gọi thì vợ em sẽ là người nghe máy và vợ em sẽ tư vấn cho các bác nhá, thế nên không phải lúc nào mà gọi vào số hotline của cửa hàng thì em cũng nghe máy đâu. Và đa phần là sẽ 50-50, lúc thì em nghe, lúc vợ em nghe, và vợ em vẫn tư vấn cho các bác như bình thường. Đấy anh em nhé. Ok, thì em sẽ tiếp tục giới thiệu máy cho các bác này. Lốt 20, 5 triệu, 5 triệu 2, tới 4 triệu 9 là các bác đã mua rồi, còn mấy cây thôi, giá thì cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, thì máy quan trọng nhất là cái chất máy nguyên zin, nguyên bản thì các bác dùng nó bền. Các bác dùng bền thì các bác mới ủng hộ bên em nhiều. Đấy, thì em cũng không mong muốn làm sao mà máy các bác dùng nó cứ phải bền nhất, để làm sao để các bác không mua những mua một con mà các bác còn phải mua nhiều các bác nhé. Ok, thì đấy là cái dòng là Samsung Galaxy Lot 20 phiên bản Mỹ. Đây các bác gọi rất là nhiều này, đã vẫn đang gọi này. Samsung Lot 20 phiên bản Mỹ. Tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái dòng cây này, chính là cây Samsung Galaxy S20 FE. Hôm nay thì clip khá là dài rồi. S20 FE 4.500.000, đẹp 99%, màu xanh ngọc này các bác này. Cái này thì hiện tại nó là phiên bản Hàn Quốc nha các bác nhá. Hàn Quốc thì các bác sẽ dùng thế nào? Một SIM hỗ trợ 5G, pin 4500, RAM 6128GB, chip Qualcomm 865, màn 120Hz. Nói chung cấu hình con này thì trong cái tầm tiền hơn 4 triệu bỏ ra thì cũng rất đáng đồng tiền bát gạo luôn các bác nhá. Đáng đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra luôn, hơn 4 triệu là các bác đã sở hữu được một em rồi. Đây cây này hiện tại là 4.500.000, đẹp 99%. Đấy các bác đừng so với những cây máy xấu các bác nhá. 4.500.000, đẹp 99% luôn. Một cái cây máy S20 5G phiên bản Mỹ, cây này thì đẹp tầm 97%, gọi là phe phải nhẹ một tí xíu không đáng kể. Đấy, phe phải nhẹ một tí xíu này, cây này là lỗ mic các bác nhá. Cây này thì màn hình sáng đẹp, kích thước 6,2 inch, 2 SIM 2 sóng phiên bản Mỹ. Đấy, có RAM 12/128GB, chip Qualcomm 865, màn 2K 120Hz. 4.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Và một cái sản phẩm tiếp theo, bên em còn một cây Samsung Note 10 phiên bản Hàn. Cây này hình thức hơi phẩy một chút này, 4.200.000. Cái này thì màn hình nó xước nhẹ các bác nhá, 4.200, tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn cho các bác. Note 10 5G, con này thì màn hình đẹp, kích thước 6,3 inch và màn của nó là màn AMOLED nhá. Đấy, còn một cây này là cây bản Hàn Quốc, RAM 12 trên bộ trong là 256GB, 4.200.000. Và một cái mã máy cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo luôn, trong cái tầm tiền 4 triệu nói thật thì các bác không kiếm đâu ra được các bác nhá. Con này chính là một con Galaxy Quantum 2, chính là cái con A82 mà bán tại Việt Nam các bác nhá. Nó giống hệt con A82 bán tại Việt Nam luôn, nhưng bên Hàn thì người ta gọi là A Quantum. Con này thì màn hình của nó này các bác nhìn này, màn hình 6,7 inch, màn 2K 120Hz, RAM 6/128GB và chip của nó là chip Qualcomm 855 cộng các bác nhá. Quantum 2 6/128GB, pin 4500. Đấy, Galaxy Quantum 2 có mã là A826F. Phiên bản Hàn Quốc, một SIM hỗ trợ 5G, dung lượng pin 4500. Màn hình của nó đẳng cấp luôn, giá loanh quanh 4.200.000. Hai cây này là hai cây hàng A, đẹp tầm 98-99%. 4.200.000 một con Galaxy Quantum 2. Đấy, còn hai cây cuối cùng trong cái lô hàng mấy chục cây này thôi. Đấy, thì có cây này còn nguyên cả siêu viền luôn, chưa có bóc ra này các bác này. Đấy, cây này còn nguyên cả siêu viền lột ra thì không khác cái một em ngọc tring luôn các bác nhá. Đấy, Galaxy Quantum 2 giá 4.200.000, còn hai cây cuối cùng bác nào chốt thì múc lốt nhá. Sau cái lô hàng này em không còn hàng để về nữa đâu. Giá định rất là hợp lý rồi, 4.200.000, 50 cây bán còn đúng hai cây. Hai cây này là một cây là bác cái bán lại đổi sang cây S21 Plus, còn một cây là gọi là bác cái đặt hộ các bác nhá. Có bác đặt hộ cho bạn nhưng bạn không lấy nên là hàng còn về thôi, chứ còn thực tế không còn hàng nữa đâu. Galaxy Quantum 2 này gần như bác nào dùng các bác cũng khen là sướng, trong cái tầm tiền của nó thì có hơn 4 triệu thì nói thật với các bác không mua được đâu một con nào mà lên hồn đâu các bác nhá. Trong khi nếu các bác mua một con hàng nước như này thì nó là hết nước chấm luôn. 4.200.000 một con Samsung Quantum 2. Ok, một cái mã máy tiếp theo thì hôm nay cái mã này em bán cực kỳ hợp lý cho các bác này. Galaxy K30 5G, à đây là Xiaomi Redmi K30 5G. Hàng đẹp như một chiếc máy mới vừa thả hộp xong. Con này thì hàng 99,99%, led nẹt nẹt luôn các bác nhá. Hai SIM vật lý, vân tay bên cạnh, màn hình to, loa kép, loa cam kép này, hai SIM này, RAM 10, RAM của nó là RAM 6GB và bộ trong là 128GB. Redmi K30 5G, bộ như trong 128GB. Giá thì 3 triệu một cây, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Hôm nay giá 3 triệu một cây. Cây nào bản RAM 8 thì là 3.2 triệu, còn cây này bản RAM 6 3 triệu. Tặng sạc cáp và dán màn hình, ốp lưng thì các bác phải tự mua, có màu tím mộng mơ và màu trắng ngọc tring. Đấy, giá 3 triệu luôn.
Xiaomi này thì nói chung là cái loại máy quá ngon bổ rẻ luôn, trong cái tầm tiền loanh quanh 3 triệu một con máy không khác đem qua máy mới luôn, đẹp keng xẻ beng luôn các bác nhá. Camera rồi các cái thiết kế ok đẹp, lưng đằng sau bằng kính, thiết kế cực kỳ sang trọng luôn. 4 cam sau màu đèn flash này, có vân tay bên cạnh này, vân tay bên cạnh này, camera này. Nói chung là trong cái tầm tiền 3 triệu thì hai sim hai sóng con này nó là số 1 rồi. Đấy, Xiaomi cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng rồi các bác nhá. 3 triệu tròn tặng sạc cáp ốp lưng dán màn. Hôm nay thanh lý cho các bác một con này con gì đây? Con Samsung A51 phiên bản Việt Nam. Con này nói luôn là RAM 6 128GB, màn 6.4 inch, thanh lý giá rẻ cho các bác nhá. Đấy, hai sim hai sóng, con này bị vỡ kính này, các bác về ép kính mất 200.000. Đấy, em thì em không ép, em để nguyên zin em bán cho các bác. Giá 2.400.000 các bác nhá. 2.400.000 con Samsung A51, bình thường thì nó tầm 2.800, 2.900. Nhưng con này nó vỡ kính. Đấy, về thì ép kính mất 200 thôi. Các bác tự ép hoặc các bác để này dùng thì nó cũng chẳng sao cả. Giá thì cũng rẻ, em thanh lý 2.400.000 tặng sạc cáp và giá màn hình có cả ốp lưng các bác nhá. 2.400.000 một con Samsung Galaxy A51 phiên bản Việt Nam, hai sim vật lý, vỡ kính à dạng kính các bác nhá. Dạng kính phía dưới các bác nhìn ở đấy nó hơi dạng kính. 2.400.000. Một con Samsung Galaxy một con iPhone XS Max thanh lý cho các bác, giá chỉ có 5.500.000 thôi. Rẻ đúng bằng ngang con XS thường của nhá. Con này phiên bản quốc tế 64GB, tình trạng của nó bị rịa tí màn hình. Đây này, rịa một tí mép đen này thì thực tế nói thật nó cũng chả ảnh hưởng gì. Và quan trọng nhất thì giá nó rẻ các bạn. Đây nó rịa một tí này, bây giờ đi ép thì nó cũng buồn cười. Đấy, nó không nên ép kính làm gì hết. Cái này thì thực ra nó ở mép đen này không ảnh hưởng một tí gì các bạn nhá. Cái này thì giá 5.500.000. Đấy, phiên bản quốc tế đã thay pin mới rồi, thay pin Pixel luôn các bạn nhá. Thay pin Pixel thì các bác biết rồi, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Và cái hay của con này ấy, chính là nó đang chạy phiên bản iOS 14 mà nhiều bác không thích lên bản năm cao. Thì các bác cân nhắc này, iOS 14 này rất nhiều bác thích các bác nhá. iOS 14 này thì nó mát máy, ổn định và không bị nóng máy. Đấy, thì cây này là bản quốc tế 64GB, pin thì đã thay pin Pixel mới 100%, Face ID các kiểu đầy đủ. Khi thay pin Pixel ấy thì nó sẽ báo linh kiện ở trong này là bảo trì, nhưng mà thực tế khi anh em dùng ấy thì em khuyên các bác là lên thay nguyên một cục như này. Đấy, ngay cả cái máy hotline của bên em thay pin ấy, em cũng để nguyên si cục pin em thay. Đấy, còn bác nào mà thích thay mà hiện phần trăm pin là bác cái gọi là không biết về cái gì thì mới đi thay kiểu đấy được các nhá. Thay pin mà hiện phần trăm ấy thì nó sẽ rất là yếu cái pin. Đấy, các bác nhìn này, bên em thì cái máy của cửa hàng em thôi thì em cũng để nguyên cái cục pin nguyên si, em thay nguyên cục sang. Nếu mà thay nguyên cục sang thì cái dòng iPhone nó sẽ báo là bảo trì, nhưng thực tế bản chất của nó vẫn là 100% khi các bác cắm vào bao tuôn các bác nhá. Thế nên các bác nhìn này, cái biểu đồ pin cực kỳ ổn định luôn. Pin Pixel này thì cái chất lượng pin thì nó khỏi phải bàn rồi, nó là pin dung lượng cao, pin xịn rồi các bác nhá. Cái này main zin, màn zin tất cả đều zin, chỉ rịa một tí tí thôi. 5.500.000 luôn, pin mới ngon lành cánh quất, giá thì rẻ. Một con iPhone XS Max bản quốc tế 64GB, màu trắng ngọc tờ linh. Đấy, 5.500.000. Và hôm nay thì còn cây xem nào, A2 Plus, cây này 2.500.000, RAM 4 128GB. Con này thì màn hình to. Đấy, thời lượng video nó khá là dài rồi nên em phải quay nhanh. Con này 2.500.000 này. Con A12 1.2, RAM 3/32GB, phiên bản Hàn Quốc này, pin 5000 này. Đấy, con này thì 1.8 này. Con Samsung A12 này cũng 1.8 này. Rồi Samsung Galaxy A23 3.300.000. Cây này hàng này new 99%, màn hình to, vân tay bên cạnh. Con này RAM 4/128GB, pin 5000. Cây này 3.300.000 này. Đấy, rất là nhiều những cái mã máy như vậy các bác nhá. Thì clip của em đến đây là kết thúc. Bác nào mà cảm thấy máy nào phù hợp, anh em ủng hộ em qua số hotline Zalo 0911 003 229. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.